Cô chào tất cả các con. Tiết tiếng Việt hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con thêm hai vần mới, đó là vần ê và vần uy. Bây giờ chúng ta cùng học nhé. Vần ê gồm âm u đứng trước, âm ê đứng sau. U, ê, uy, uy. Tiếng Huệ gồm âm hờ đứng trước, vần uê đứng sau, dấu nặng phía dưới âm ê. Hờ, uê, huê, nặng, huệ, huệ. Các con có biết đây là loài hoa gì không? Đây là loài hoa huệ. Rất đặc biệt, thường nở về đêm, có màu trắng, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa dùng chưng trong các dịp cúng, lễ. Từ hình ảnh cô có từ bông huệ. Bây giờ các con cùng nghe cô đọc lại. Uy huệ bông huệ. Chúng ta cùng tìm hiểu vần uy. Vần uy gồm có âm u đứng trước, âm y đứng sau. U y uy. Tiếng huy gồm âm hờ đứng trước, vần uy đứng sau. Hờ, uy, huy, huy. Huy hiệu. Cô giới thiệu với các con, đây là huy hiệu, là vật tượng trưng cho một tổ chức và huy hiệu được dùng trong các dịp trang nghiêm. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô đọc. Uy, huy, huy hiệu. Chúng ta vừa tìm hiểu hai vần mới, bây giờ các con cùng lắng nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Uy huệ bông huệ. Uy huy huy hiệu. Sau đây chúng ta sẽ luyện đọc từ ứng dụng. Các con cùng quan sát tranh và cho cô biết đây là cây gì. Đây là loài cây vạn tuế, có thân hình trụ cao từ 2 đến 3 mét. Cây có hoa rất đẹp, lá mọc thành vòng, tập trung ở đỉnh thân. Cây không tốn nhiều công chăm sóc mà lại góp phần mang không gian xanh. Cô có từ cây vạn tuế. Bây giờ các con hãy tìm cho cô xem trong từ này tiếng nào chứa vần chúng ta vừa học. Đó là tiếng tuế chứa vần uê. Cô có từ xum xuê. Tiếng xuê chứa vần uê chúng ta vừa học. Các con quan sát tranh. Xum xuê có nghĩa là nhiều cành lá rậm rạp, tươi tốt, còn là sự đơm hoa kết trái của nhiều loài cây ăn quả. Sau đây cô mời lớp chúng ta cùng xem một đoạn clip. Các bạn biết không, đồng thủy là một công trình kỹ thuật nổi, có thể diễn ra trên mặt nước hay nằm dưới nước, đều muốn đã được biết tới các bộ cần thiết và chuyên chở hàng hóa hay hành khách. Rồi, sau đoạn clip các con vừa xem, các con có thể cho cô biết là nhắc đến loại phương tiện nào không? Đó là tàu thủy. Vậy các con có thể giúp cô tìm xem tiếng nào chứa vần chúng ta vừa học? Đó là tiếng thủy chứa vần uy. Cô có từ khuy áo. Trong đó tiếng khuy chứa vần chúng ta vừa học. Các con quan sát hình ảnh. Đây là các loại khuy áo hay còn gọi là nút áo hoặc là cúc áo, là một loại vật nhỏ bằng nhựa, bằng gỗ hoặc là kim loại, có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, được đính lên áo quần. Sau đây cô trò ta sẽ cùng đọc lại bốn từ ứng dụng. Cây vạn tuế,
xung suy tàu thủy khuy áo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại toàn bài các con nhé. Ê huệ bông huệ, uy huy huy hiệu, cây vạn tuế, xum xuê tàu thủy khuy áo. Bây giờ cô mời các con lật sách giáo khoa trang 33 cùng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Chúng ta đều thấy tranh vẽ con đò, cánh đồng và cả dòng sông nữa. Có con đê kéo dài dọc bờ sông. Các con thấy không, thiên nhiên miền quê rất đẹp và thơ mộng. Từ bức tranh trên, cô có đoạn thơ sau. Các em hãy đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần chúng ta vừa học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm được vần tiếng chứa vần chúng ta vừa học, đó là tiếng xuê chứa vần uy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện nói theo chủ đề. Các con cũng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Tranh vẽ tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay. Đó cũng chính là chủ đề luyện nói ngày hôm nay. Với bốn phương tiện trên thì em đã đi được những loại phương tiện nào? Em hãy nêu một số đặc điểm về hình dáng, màu sắc, kích thước của phương tiện đó nhé. Các em thấy không? Những phương tiện này có màu sắc, kích thước khác nhau nhưng đáp ứng nhu cầu, số lượng, sở thích khác nhau. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh để thấy sự đa dạng đó. Cô có 4 địa hình. Các con hãy chọn những phương tiện thích hợp giúp cô nhé. Nếu cô di chuyển bằng đường bộ thì cô sẽ đi ô tô. Cô di chuyển bằng đường hàng không thì cô sẽ đi máy bay. Cô di chuyển bằng đường sắt thì cô sẽ đi tàu hỏa. Và cô di chuyển đường thủy thì cô sẽ đi tàu thủy. Các con cùng quan sát lại một lần nữa nhé. Và các con lưu ý, khi đi các phương tiện giao thông này, các con cần ngồi ngay ngắn, tuân thủ quy định của các loại phương tiện này và nhớ giữ gìn vệ sinh. Sau khi tìm hiểu đặc điểm của các loại phương tiện, thì em thích nhất là loại phương tiện nào và vì sao? Em hãy chia sẻ cho ba mẹ, cho anh chị cùng biết nhé. Sau khi đã đọc bài, đọc câu ứng dụng, luyện nói, thì cô có một yêu cầu nhỏ dành cho tất cả các con. Đó là phần bài tập. Cô có tất cả 3 câu. Câu 1, yêu cầu, nói. Các con hãy đọc kỹ các cụm từ ở cột 1 và cột 2 để nối thành câu có nghĩa. Câu 2, điền vần.
Dưới mỗi tranh có từ minh họa cho bức tranh. Nhiệm vụ của các con là lựa chọn vần chính xác, điền vào chỗ chấm, tạo thành từ có nghĩa. Câu 3, luyện viết. Các con có thể thực hiện bài tập này ở vở nháp hoặc vở bài tập tiếng Việt. Sau khi các con làm bài xong, các con có thể nhờ bố mẹ kiểm tra và gửi cho cô xem nhé. Cô mong rằng qua tiết học ngày hôm nay, các con sẽ luyện đọc tốt hơn. Và cô chào tất cả các con.